Hello chào các bạn nhé, là Lộc đây. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ những kiến thức mà mình đúc rút từ kinh nghiệm cũng như trải nghiệm thực tế và đưa đến một góc nhìn mới cho các bạn. Có thể đã có rất nhiều người chia sẻ những kiến thức này, nhưng mình tin rằng mình sẽ giúp các bạn hiểu về nó một cách đơn giản nhất nhé. Ok, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu một chủ đề hết sức là thú vị và rất nhiều bạn đang quan tâm, đó là nên đầu tư gì trong năm 2023 và đầu tư gì sẽ giúp chúng ta mang lại lợi nhuận tối đa nhất. Nếu các bạn yêu thích những video của mình, đừng quên nhấn đăng ký và like để đón chờ những video của mình trong thời gian sắp tới. Chắc khi đọc tiêu đề của video ấy, thì nhiều bạn đang trong trạng thái bán tín bán nghi, làm gì có những thứ dễ ăn và dễ kiếm lời như vậy. Tuy nhiên, các bạn hãy xem video này của mình và mình tin chắc rằng sẽ giúp các bạn có lời nhé. Bởi vì video này sẽ thay đổi tư duy đầu tư của các bạn. Theo định nghĩa hiện nay của tất cả mọi người, thì đầu tư là hình thức mua tài sản nào đó với hy vọng nó sẽ có lời trong tương lai khi bạn bán được với giá cao hơn. Tuy nhiên, đây là định nghĩa sai lầm và làm nhiều người phải khổ sở về vấn đề tài chính. Khi những khoản tiền tiết kiệm và các số tiền lớn mà bạn tích góp đã đưa nó vào một dạng tài sản nào đó. Ngoài việc gửi ngân hàng với hy vọng nó sẽ mang lại lợi nhuận trong tương lai, nhưng mãi mà nó vẫn không đạt được lợi nhuận mà chúng ta kỳ vọng. Vì thế, qua những trải nghiệm của mình, thì mình sẽ hiểu khái niệm về đầu tư như sau. Đầu tư là khi bạn sử dụng nguồn lực sẵn có trong một thời gian dài mà không mất nhiều thời gian, theo một phương pháp đúng đắn phù hợp với bản thân, với mục đích sinh lời trong tương lai. Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng chúng ta hãy cùng tìm hiểu sâu vào vấn đề này nhé. Để giải thích tới vấn đề này, thì các bạn hãy liên tưởng tới việc trồng cây. Đầu tiên, nguồn lực sẵn có ở đây là cái mà chúng ta có sẵn. Đối với trồng cây, nguồn lực sẵn có của chúng ta là hạt. Nếu nói về tiền bạc, thì đó chính là số tiền mà chúng ta dành dụm được, không đi vay của bất kỳ ai. Đối với bản thân mình, khi nói đến đầu tư, thì phải nói đến thời gian dài. Việc vay nợ để đầu tư thì đó không phải là đầu tư nữa rồi. Vì trong trường hợp xấu nhất, thì bạn sẽ lâm vào tình cảnh tồi tệ, và hơn nữa, bạn sẽ phải chịu áp lực trả cả vốn lẫn lãi. Tuy nhiên, đầu tư không chỉ mỗi liên quan đến tiền bạc. Kể cả việc bạn không có tiền bạc trong tay, thì bạn vẫn có rất nhiều nguồn lực sẵn có, như là công sức, trí tuệ hay mối quan hệ. Bây giờ, nguồn lực sẵn có thì chúng ta đã có rồi. Không ít thì nhiều, nhưng nguồn lực sẵn có này phải được sử dụng trong thời gian dài và không mất nhiều thời gian. Mới nghe thôi đã thấy vô lý rồi đúng không các bạn? Gì mà được sử dụng trong thời gian dài và không mất nhiều thời gian chứ? Việc sử dụng trong thời gian dài ở đây có nghĩa là đã đầu tư thì nó sẽ không thể mang lại kết quả một cách nhanh chóng. Nó cần một khoảng thời gian dài để có thể sinh ra lợi nhuận. Đến cả cái cây thì nó cũng không thể ra trái trong một hai ngày được, mà nó cần phải có một thời gian dài để phát triển thành cây và sau đó mới có thể sinh ra quả. Việc trồng cây nó cũng không được mất quá nhiều thời gian. Thời gian ở đây mà mình muốn nói tới là thời gian trong ngày. Mỗi ngày chúng ta chỉ cần tưới nước, chăm bón hàm lượng theo một phương pháp đúng đắn là đủ. Thời gian còn lại là để chúng ta sử dụng những công việc khác. Chúng ta không sử dụng nhiều thời gian để chăm sóc liên tục, nhưng các bạn nên chăm sóc nó với một phương pháp đúng đắn. Nếu không, nó sẽ không thể nào phát triển được. Nó sẽ bị héo và bị sâu bệnh. Và nếu chúng ta mất nhiều thời gian trong một ngày, thì nó không phải là đầu tư nữa, mà nó được gọi là công việc thì đúng hơn. Giống như công việc mà chúng ta làm hàng ngày vậy. Các bạn hãy cùng tưởng tượng. Ví dụ, cái cây là một khoản đầu tư, thì sẽ có rất nhiều nhà nông dân dành nhiều thời gian mỗi ngày để chăm sóc cả vườn cây. Như vậy, thực tế cũng có rất nhiều người dành thời gian để tư vấn và theo dõi các khoản đầu tư của họ. Chúng ta có thể nói họ đang làm công việc đầu tư. Vậy, nếu chúng ta vay nợ để đầu tư chứng khoán, hàng ngày chúng ta dành quá nhiều thời gian để theo dõi nó, nhìn bảng điện nhiều, xanh xanh, đỏ đỏ lên xuống của nó, chi phối cảm xúc, thì khi đó sẽ không được gọi là đầu tư nữa. Nó cũng phân biệt rõ ràng giữa đầu tư và trading, tức là giao dịch. Trading sẽ được gọi là công việc vì chúng ta dành nhiều thời gian quan sát nó mỗi ngày và nó có thể giúp chúng ta kiếm lời nhuận hàng tháng nếu chúng ta giỏi trong việc kiểm soát cảm xúc và đã có phương pháp giao dịch phù hợp với bản thân. Còn việc vay nợ để đầu tư thì có thể đối với nhiều người thì nó vẫn đúng. Nhưng cá nhân mình, một khi đầu tư vào một tài sản nào đó thì chúng ta nên thoải mái tinh thần và không nên suy nghĩ quá nhiều về nó và coi như nó không có. Vì nếu các bạn mãi chú tâm đến nó thì dễ có những quyết định sai lầm, mà đã vay nợ thì không thể nào mà không suy nghĩ tới nó được. Đó cũng chính là lý do mà mọi người có lời từ đầu tư đất đai hơn là việc đầu tư chứng khoán.
vì ở chứng khoán, chúng ta có thể quan sát và mua bán dễ dàng hơn là đất đai. Việc quan sát đất đai và mua bán sẽ rất khó, nên sẽ mất rất nhiều thời gian hơn. Nếu đất đai mà giống như chứng khoán, mua bán và quan sát dễ dàng, thì mình tin chắc là ít ai kiếm được lợi nhuận vì bị tâm lý cảm xúc chi phối, sự sợ hãi khi giá xuống và dễ ra quyết định sai lầm. Và ý cuối cùng, đó là mục đích sinh lời trong tương lai, thì điều này chúng ta có thể dễ dàng hiểu được. Sinh lời ở đây không chỉ đơn giản là tiền, mà là chúng ta đã đạt được mục đích nào đó. Nếu trồng cây mà chúng ta thích khi nào tưới, khi nào thôi, cây có bị héo, có quả hay không, chúng ta cũng không quan tâm, thì đó chỉ là chơi cho vui, chứ không thể nào gọi là đầu tư được. Nếu theo khái niệm cũ là chúng ta bỏ nguồn lực vào một dạng tài sản nào đó với hy vọng sinh lợi nhuận, các bạn chú ý vào cái từ hy vọng. Nó là một từ rất nguy hiểm mà rất nhiều người đang đầu tư theo cách này. Chúng ta bỏ tiền vào mua cổ phiếu hay mảnh đất nào đó với hy vọng là nó sẽ tăng trong tương lai, mà thực sự chúng ta không biết là khả năng nó tăng có cao hay không. Chúng ta mua chỉ vì thấy ông hàng xóm kiếm nhiều tiền từ đó. Họ có thể kiếm được nhiều tiền từ kiến thức, kinh nghiệm thực sự của họ, hoặc đơn giản là họ may mắn mua đúng thời điểm đang trong xu hướng tăng giá của thị trường mà thôi. Nếu đầu tư mà chúng ta không có phương pháp đúng đắn mà chỉ hy vọng theo hệ tâm linh thì đây cũng không thể gọi là đầu tư được. Khi hiểu được điều này thì chúng ta áp dụng vào những khoản đầu tư nào? Thứ nhất, chúng ta có thể đầu tư vào bản thân, học một kiến thức mới nào đó. Ví dụ như chúng ta học ngoại ngữ thì có thể áp dụng phương pháp trong đầu tư như sau. Về nguồn lực sẵn có thì đó chính là công sức của chúng ta. Về phương pháp học tập đúng đắn thì có rất nhiều tài liệu chia sẻ, và công việc của chúng ta là chọn lọc nó, và chúng ta phải xác định là nó sẽ có thành quả trong thời gian dài nỗ lực, chứ không phải một vài ngày. Nếu chúng ta hy vọng sẽ có thành quả sớm thì khi không đạt được chúng ta rất dễ là nản. Mỗi ngày chúng ta chỉ dành một ít thời gian học kỹ năng đó, không để nó chiếm quá nhiều thời gian chính của chúng ta cho những công việc chính khác. Chỉ khi nào các bạn xác định kỹ năng đó là công việc chính thì bạn mới nên dành nhiều thời gian cho nó hơn. Khi mình xác định được điều này thì mình có thể học thêm rất nhiều kỹ năng mà không ảnh hưởng tới công việc chính. Vậy những ai có mong muốn nghỉ việc để theo nghề đầu tư thì nên áp dụng tư duy đầu tư này. Bạn sẽ đầu tư vào việc học kỹ năng mà bạn muốn song song với công việc chính đang nuôi sống bản thân. Thay vì bạn nghỉ việc ngay lập tức để theo con đường này thì nó khá là rủi ro khi chưa có nhiều kiến thức và thành quả. Bản chất của công việc mà đang giúp bạn kiếm ra tiền nuôi bản thân thì đó cũng là một dạng đầu tư thành công của bạn rồi. Vậy tại sao bạn dám bỏ công việc đó và sang một công việc mà bạn chưa thành thạo? Hơn nữa, khi bạn nghỉ việc để học đầu tư thì có nghĩa là bạn đang mong muốn đạt được thành tựu sớm. Chính điều này đã gây áp lực và làm ảnh hưởng xấu tới bạn. Đối với mình thì nó không phải là đầu tư nữa, vì nó đã phạm quy tắc đầu mà chúng ta đã đề ra trước đó, phải giữ trong thời gian dài. Thứ hai, chúng ta có thể áp dụng tư duy đầu tư này trong công việc. Nếu bạn đang muốn xây dựng kênh YouTube, TikTok hay mạng xã hội, thì nguồn lực chúng ta đang có, đó chính là điện thoại, máy tính, Internet hay là sức khỏe. Còn về phương pháp thì đã có rất nhiều người thành công chia sẻ miễn phí ở trên mạng rồi, và bạn phải xác định thành quả trong thời gian dài, cũng không nên dành quá nhiều thời gian cho nó. Giống như mình đang làm một cái kênh YouTube này thôi, mình cứ làm tốt nhất có thể và không tập trung quá nhiều vào số liệu, và cũng không để ý quá nhiều vào những kênh khác, vì đã có rất nhiều kênh phát triển mạnh hơn mình và làm cho chúng ta dễ bị nản chí khi mang ra so sánh. Có một điều mà chúng ta không thể nào phủ nhận được, đó là trên thế giới này sẽ có rất nhiều người giỏi và giàu hơn bạn. Có một điều khi làm YouTube mình thấy rất hay, là nó giống như đang thử thách lòng kiên trì của các bạn vậy. Hầu hết có những người một vài năm đầu không có lượt xem nào, nhưng phải đến những năm tiếp theo, một khi nó tăng thì sẽ tăng một cách nhanh chóng và đột biến. Bởi vậy, việc phát triển một kênh YouTube hay TikTok hay những thứ như vậy, về phương pháp thì nó không quá khó. Nó chỉ khó về giai đoạn đầu. Liệu bạn có thể kiên trì đăng video đều đặn trong 1 đến 2 năm và chấp nhận ban đầu sẽ không thu về thành quả nào, nhưng một khi phát triển thì nó sẽ tăng rất mạnh. Thứ ba, chúng ta có thể áp dụng tư duy đầu tư này trong việc dạy con cái. Có rất nhiều bố mẹ chỉ tập trung vào kiếm tiền mà không quan tâm tới con cái, hoặc quá nuông chiều để rồi sau này lớn lên
hư hỏng, phá sản tài sản của bố mẹ gây dựng nên, thì đó cũng là một việc đầu tư thất bại. Nhưng có rất nhiều gia đình bên cạnh công việc, họ kiếm ra tiền, họ đều dành thời gian mỗi ngày để dạy dỗ con cái, thì sau này con cái của họ sẽ trở nên tốt hơn. Tuy nhiên, con cái của họ không chỉ trong một vài ngày mà giỏi ngay lập tức, mà cần một khoảng thời gian dài để phát triển dần dần. Hơn nữa, cũng không mất quá nhiều thời gian kèm con cái mỗi ngày, mà chỉ dành mỗi ngày một ít thời gian là được. Thì sau này khi con cái lớn khôn, thì chúng nó sẽ báo đáp lại công ơn của ba mẹ mà thôi. Đó cũng là một ví dụ minh họa khi áp dụng khái niệm về đầu tư. Thứ tư, chúng ta có thể áp dụng tư duy đầu tư này trong những mối quan hệ. Ví dụ trong tình yêu hay trong mối quan hệ, chúng ta có thể dành những khoảng thời gian nho nhỏ, những việc làm nho nhỏ để đầu tư đều đặn, không cần mong người kia sẽ đáp lại, thì mối quan hệ sẽ lâu bền hơn. Thứ năm, còn với trong trading, thì nó cũng đang tuân thủ tư duy đầu tư như vậy. Mình không kiếm lợi nhuận từ việc đánh một lệnh lớn hay on in một lần. Mình chú trọng vào việc quản lý vốn hơn, theo tỷ lệ lợi nhuận, rủi ro. Sẽ có những lệnh thắng và cũng sẽ có những lệnh thua. Nếu chỉ sau một vài ngày thì không kiếm được bao nhiêu, nhưng nếu tập trung theo phương pháp thì tài sản của bạn sẽ tăng dần theo thời gian. Ở những ví dụ trên của mình, khi bạn ngẫm kỹ lại thì nó đều áp dụng đúng công thức về tư duy đầu tư mà mình đã chia sẻ. Nó bao gồm nguồn lực sẵn có, thời gian dài mà không mất quá nhiều thời gian, phương pháp đúng đắn và hướng tới mục đích cụ thể trong tương lai. Khi áp dụng đúng công thức này thì nó sẽ mang lại những thành quả tốt. Ở trong đầu tư, mình phát triển hơn khi tự quan sát quy luật giá di chuyển để tự rút ra quy luật bài học riêng cho bản thân. Các bạn tìm hiểu các phương pháp và chọn ra phương pháp phù hợp với chính bản thân mình. Đừng dùng quá nhiều phương pháp vì nó có thể khiến bạn bị rối khi chọn các mã cổ phiếu, khi các phương pháp di chuyển lung tung. Và còn lại, các bạn chỉ cần làm đi làm lại phương pháp đó một cách kiên trì thì mình tin rằng bạn sẽ kiếm được lợi nhuận mà thôi. Trong video này, mình muốn đưa cho các bạn một góc nhìn khác về đầu tư, cũng như những thứ mà chúng ta có thể đầu tư. Đối với mỗi người khác nhau thì nó có thể đúng hoặc có thể sai, có thể phù hợp và không phù hợp. Bởi vậy, có thể nó áp dụng được cho mình, nhưng không có nghĩa là nó có thể áp dụng cho tất cả mọi người được. Bạn có thể xem nó như là một sự tham khảo và hãy sử dụng khi thấy nó phù hợp và có giá trị. Mình hy vọng bạn có thể xác định được mục tiêu là gì, lên kế hoạch để có thể đạt được tự do tài chính càng sớm càng tốt. Ok, video của mình ở đây là hết rồi. Nếu thấy video của mình hay thì đừng quên ủng hộ mình bằng cách ấn nút like và đăng ký kênh để có thể đón chờ những video sắp tới nhé. Chúc các bạn giao dịch thành công.